Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi đuổi theo người ăn mày để tìm ra manh mối của vụ án, Tuấn có chạy theo ông ta vào một con hẻm. Tại đây, bệnh đau đầu của anh lại tái phát. Ở con hẻm này, anh thấy rất quen thuộc. Hình như trước đây, anh đã thường xuyên đi qua nơi này. Từng mảng ký ức chắp vá lại hiện ra trong đầu anh. Đầu anh đau như búa bổ, Tuấn không tài nào nghĩ ra được điều gì. Vì đang đuổi theo người ăn mày, nên anh không có thời gian đứng lâu. Tuấn vội nhanh chóng rời đi sau đó. Sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết hại dã man, do không chịu được đả kích quá lớn, anh đã hoàn toàn mất đi ký ức tuổi thơ của mình. Giờ đây, sau hơn 20 năm, anh về làm cảnh sát đội điều tra thành phố. Tình cờ đi qua con hẻm ấy, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong anh. Tuấn chắc chắn rằng nơi đây có liên quan tới tuổi thơ mà anh đã đánh mất. Từ hôm đó đến giờ, không lúc nào là Tuấn không thôi nghĩ tới căn nhà tập thể ở tầng 2 sau khi dừng lại. Tuấn đã quyết định anh sẽ bắt đầu tìm lại ký ức của mình mà mình đã đánh mất. Nơi đầu tiên anh muốn tìm hiểu chính là con hẻm này. Cả nhà đang ăn sáng, con xin lỗi, sáng nay con mệt quá nên ngủ quên. Dậy muộn nên con không ăn sáng cùng bố mẹ được. Nói rồi Tuấn kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Cô giúp việc mang đến cho anh một tô bún bò thơm phức. Ngon thế, lâu lắm rồi cháu mới được ăn bún bò cô nấu. Vậy thì ăn nhiều vào, cô nấu vẫn đang còn nhiều. Cô giúp việc vừa mang tô bún đang nghi ngút khói đến trước mặt Tuấn. Con mời bố mẹ, mời cô ăn sáng. Vừa lau đũa, Tuấn vừa chào mọi người cùng ăn. Làm gì thì làm, phải giữ sức khỏe chứ con. Mẹ thấy dạo này con gầy hẳn đi. Mẹ có mua thuốc bổ ở trên phòng con, nhớ uống chưa đầy đủ vào. Làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Thôi, mẹ có việc bận, bố con ăn sáng rồi đi sau. Nay cơ quan mẹ lại họp đầu tuần. Vừa nói, mẹ anh vừa cầm đống tài liệu để trên bàn. Tuân lệnh mẫu hậu, Tuấn nói rồi vừa cười vừa ăn hết tô bún của mình. Trình nấu bún bò của cô càng ngày càng lên đấy. Ngon thế này, sau cô mở quán bún chắc đông khách lắm cô ạ. Đảm bảo cháu sẽ là khách ruột của cô. Chả bố anh, chỉ được cái nịnh. Giống tính mẹ anh y hệt. Nói xong, cô giúp việc biết mình lỡ lời, liền ngừng lại và lảng sang chuyện khác. Thôi, cậu ăn nhanh mà đi làm. Gần 8 giờ rồi. Biết cô giúp việc đang nhắc đến người mẹ của mình, Tuấn không nói gì, cúi xuống ăn hết tô bún. Ngồi ở bên cạnh, bố nhìn thấy thái độ của anh. Ông vội vàng. Mẹ con đã mất từ lâu, hơn 20 năm trôi qua. Bây giờ có lẽ bà ấy đã sang thế giới khác. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Việc của con là hướng về phía trước. Quá khứ đau buồn đừng nghĩ đến nữa. Con không sao bố ạ. À, con muốn hỏi bố một chuyện. Ngày xưa, con với mẹ con có phải sống ở khu tập thể Quang Trung không bố? Không hiểu sao, từ hôm con vô tình đi qua đó, con cảm thấy rất quen thuộc, giống như kiểu ngày xưa con với mẹ đã ở đó. Khi nghe Tuấn hỏi, bố Tuấn ngập ngừng, không biết trả lời như thế nào. Khu tập thể ấy bây giờ người ta đang giải tỏa, ngày xưa con với mẹ sống ở quê, sau đó mẹ mất, con chuyển về ở với bố tại căn nhà này. Gia đình ta đã ở đây gần 20 năm, con cũng biết điều đó mà. Chắc có lẽ do khu tập thể đó giống với khu nhà cấp 4 ngày xưa, nhà ta ở quê nên con có cảm giác thân thuộc. Nói rồi, ông đặt tay lên vai Tuấn, con đừng cố nhớ đến những quá khứ đau buồn đó. Mộ của mẹ con cũng xanh cỏ rồi, người mất cũng đã mất, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống. Con đừng tự giày vò mình. Cứ hễ mỗi lần Tuấn nhắc đến mẹ anh là bố anh lại muốn né tránh, không muốn giúp Tuấn tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Ông nói không muốn cậu phải nhớ đến quá khứ đau buồn và mất mát đó. Ông không muốn nhắc lại. Nhưng trong thâm tâm của Tuấn, với cậu, quá khứ ấy tươi đẹp nhất khi có mẹ. Có ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của hai mẹ con. Có lẽ ông sợ Tuấn nhớ lại quãng thời gian mà ông bỏ bê hai mẹ con, để mải mê kiếm tiền, không lo cho hai mẹ con anh. Ngày mà mẹ anh mất, bố anh đang đi công tác. Chỉ có mình mẹ Tuấn với mẹ anh ở nhà. Ông sợ cậu sẽ nghĩ do ông không có nhà nên trộm mới dễ dàng vào nhà giết mẹ anh như vậy. Tuấn không trách bố mình, nhưng ông lại không hiểu điều đó. Thứ Tuấn cần là tìm lại quá khứ tươi đẹp của mình đã đánh mất. Tuấn dắt xe ra rời khỏi nhà. Anh không đến cơ quan mà rẽ vào khu tập thể Quang Trung. Từ nhà anh đến cơ quan phải đi qua khu tập thể tồi tàn này. Mấy ngày hôm nay không lúc nào là Tuấn không nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cái chết của mẹ. Nếu bố anh không muốn tìm lại ký ức đó, thì một mình Tuấn sẽ tìm lại. Đã hơn 20 năm, anh đã không ngừng tìm kiếm. Dù chỉ là một manh mối nhỏ xuất hiện trong giấc mơ của anh cũng không bỏ sót một chi tiết nào. Huống hồ bây giờ, thực tế anh cảm thấy thân thuộc như vậy.
căn chung cư này đã quá tồi tàn, không còn sử dụng được nữa. Tuấn để xe máy ở dưới, rồi đi lên tầng 2. Căn nhà bên cạnh cầu thang có ban công là những khóm hoa lan vô cùng đẹp. Lạ thay, khu này không có ai ở, nhưng những khóm hoa này vẫn xanh mướt. Đúng rồi, theo như lời cô giúp việc kể lại, mẹ của anh thích hoa lan. Vì không có người ở nên các căn phòng cũng không khóa. Căn nhà thì hư, cửa thì sập. Bước vào căn phòng, mọi cảm giác thân quen lại ập đến. Anh đau đớn ôm đầu gục ngã. Lần lượt từng ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu anh. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con đấy. Bố có về ăn cơm không mẹ? Mẹ đã nói với bố là hôm nay sinh nhật con chưa? Con không muốn phải thổi bánh kem một mình đâu. Con cũng không cần đầu chơi, chỉ cần bố về thổi nến với con thôi. Một cậu bé 5 tuổi với khuôn mặt non nớt đang ngồi trên bàn ăn và hỏi mẹ mình. Con yên tâm, mẹ đã nhắc bố rồi. Bố hứa hôm nay sẽ về thổi nến với con. Mẹ nhìn anh với ánh mắt trìu mến, bàn tay xoa đầu cậu con trai của mình. Nếu hôm nay bố mà không về, con sẽ không bao giờ chơi với bố nữa. Cậu bé khoanh tay lại khuôn mặt giận dỗi. Tuấn ngoan, khi nào con ăn hết bát cơm này bố sẽ về. Nào, bây giờ con ngoan, tự ăn hết cơm đi. Mẹ gọi điện cho bố hỏi bố về đến đâu rồi. Dạ vâng. Cậu bé khi nghe mẹ nói vậy thì mắt sáng rực. Mẹ gọi bố nhanh lên, con tự mình ăn cơm. Mẹ Tuấn để cậu ngồi ở bàn anh, nhanh chóng ra lấy điện thoại gọi cho bố Tuấn. Anh về đến đâu rồi? Em nhắc với anh là hôm nay sinh nhật con. Thằng bé cứ nhắc anh mãi. Hay anh lại quên rồi? Đầu dây bên kia trả lời. Anh bận quá quên không thông báo với em. Có việc đột xuất nên anh phải đi công tác vài ngày. Em cố gắng dỗ con, anh về sẽ bù cho nó sau. Thôi anh đang vội, xe đến đón rồi. Hai mẹ con nhớ đóng cửa cẩn thận. Yêu hai mẹ con. Nói rồi không đợi mẹ Tuấn trả lời lại, đầu dây bên kia gấp gáp tắt máy. Tuấn ngồi ở bàn ăn theo dõi cuộc nói chuyện của mẹ. Nhìn thái độ của mẹ, anh thừa biết bố sẽ không về. Cậu bé giận dỗi nói. Con đã nói rồi, lần nào bố cũng quên. Bố không thương con gì cả. Mẹ Tuấn vội vàng chạy lại vuốt ve con trai của mình. Con ngoan, bố phải đi công tác. Bố hứa về sẽ dẫn con đi chơi công viên. Thật không mẹ? Mặt cậu bé sáng lên, quên hết giận dỗi. Bỗng có tiếng chuông cửa, mẹ cậu vội ra. Đợi mẹ một chút, chắc người ta mang bánh kem đến. Con mau ăn xong, rồi còn thổi nến nữa. Mẹ Tuấn vội vàng mở cửa, thì nghe tiếng mẹ cầu cứu ở bên ngoài. Tôi xin anh, làm ơn tha cho mẹ con tôi không biết chuyện gì cả. Nói mau, thằng Hiếu đang ở đâu? Trả lời cho thành khẩn, nếu không đừng có trách. Tuấn nép sau bức tường, nhìn thấy có người đàn ông đang dí dao vào cổ mẹ mình. Bà nhìn thấy anh, ánh mắt hướng về Tuấn ra lệnh hãy trốn đi. Tuấn hiểu được ánh mắt của mẹ, anh nhanh chóng chui vào tủ quần áo. Mẹ kiếp, mày không khai à? Nhìn thấy mẹ mình bị vứt xuống đất một cách thô bạo, Tuấn run sợ, ánh mắt tỏ vẻ giận dữ. Chồng mày cũng ngon đấy, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à? Nói rồi tên đàn ông đó cười khanh khách tiến lại gần mẹ anh. Ông muốn làm gì tôi? Mẹ Tuấn cố gắng trườn ra chỗ khác để thoát thân. Anh với em sẽ vui vẻ đêm nay. Anh mới có một loại ma túy mới cần được thử nghiệm. Đảm bảo em sẽ khoái. Rồi nói với tên kia cầm một xi lanh bơm trực tiếp vào mẹ anh. Tuấn nhìn qua khe cửa, tận mắt nhìn thấy ngay sau đó mẹ mình giật giật rồi chết. Tên kia tiến lại gần nở nụ cười kinh dị, sởn gai ốc. Tuấn cố bịt miệng lại để không bật ra tiếng khóc. Giật mình, Tuấn tỉnh dậy, về với thực tại. Hóa ra đây là căn nhà mà anh và mẹ anh đã từng sống vui vẻ hạnh phúc. Bố của anh chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ anh. Tuấn bất lực ôm đầu khóc. Anh nhớ ra tất cả, nhớ khuôn mặt của mẹ, nụ cười của mẹ và nhớ lúc mẹ anh bị giết hại. Trước khi chết, mẹ anh đã bị tiêm một thứ nước. Thứ nước đó là gì? Có liên quan tới nước khoái của vụ án này hay không? Bộ phim Biệt Dược Đen ngày càng trở nên hấp dẫn và gay cấn. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!